Phân loại truyền thông. Căn cứ và tiêu chí khác nhau có nhiều cách phân loại khác nhau cho truyền thông. A. Căn cứ và tính chủ đích trong truyền thông có thể phân chia thành truyền thông kinh nghiệm, truyền thông không chủ đích và truyền thông có chủ đích. Truyền thông kinh nghiệm là loại hoạt động truyền thông được thực hiện như là những kinh nghiệm hoặc kết quả của những kinh nghiệm được hình thành trong quá trình sống của cá nhân, nhóm, cộng đồng. Hoạt động giao tiếp thông thường nhằm thỏa mãn những yêu cầu tối thiểu trong cuộc sống của cá nhân trong gia đình, cộng đồng, đòi hỏi rất nhiều các hình thức truyền thông kinh nghiệm. Với loại truyền thông này, quá trình đào tạo nhằm cung cấp những kiến thức, kỹ năng truyền thông chưa được đề cập. Truyền thông có chủ đích là loại hoạt động truyền thông có mục đích được xác định rõ ràng với các kế hoạch quá trình truyền thông. Truyền thông có chủ đích bao giờ cũng xuất phát từ mục đích của những người có tham gia vào hoạt động truyền thông. Có nhiều nhóm mục đích khác nhau nếu có nhiều cá nhân hoặc nhóm cùng tham gia vào hoạt động truyền thông. Các hoạt động truyền thông được thực hiện bởi các nhà truyền thông chuyên nghiệp luôn là hoạt động truyền thông có chủ đích. Tính chủ đích thể hiện cao ở các chương trình, dự án, chiến dịch truyền thông với những chiến lược và các mục tiêu thống nhất cho nhiều hoạt động truyền thông có tổ chức trong các thời điểm khác nhau hoặc cùng thời điểm nhằm đạt được sự tác động mạnh mẽ hơn từ các nhà truyền thông. Truyền thông không chủ đích là hoạt động truyền thông không có mục đích cụ thể hoặc tạo ra những kết quả ngoài mục đích của những người tham gia truyền thông. Loại truyền thông này được chủ yếu là hoạt động tham gia giao tiếp hàng ngày, ngẫu nhiên của con người hoặc các nhóm bạn bè. Nhìn chung, truyền thông không chủ đích là loại hoạt động truyền thông không xảy ra đối với các nhà truyền thông chuyên nghiệp. B. Căn cứ vào kênh truyền tải thông điệp và phương thức tiến hành truyền thông, có truyền thông trực tiếp và truyền thông gián tiếp. Truyền thông trực tiếp là loại hoạt động truyền thông trong đó sự tiếp xúc trực tiếp mặt đối mặt giữa những người tham gia truyền thông, giữa chủ thể và nhóm đối tượng truyền thông. Truyền thông trực tiếp có thể là truyền thông 1-1, ví dụ hai người truyền thông trong bối cảnh gặp gỡ trực tiếp, hoặc truyền thông 1-1 nhóm, ví dụ thầy giáo giảng bài trong một lớp học, truyền thông nhóm, ví dụ thảo luận nhóm nhỏ trong một hội thảo, vân vân. Một số loại hình truyền thông biểu diễn hay sân khấu với khán giả trực tiếp hoặc diễn thuyết trước đám đông cũng là thuộc nhóm truyền thông trực tiếp. Truyền thông gián tiếp là loại hoạt động truyền thông trong đó những chủ thể truyền thông không tiếp xúc trực tiếp với đối tượng tiếp nhận mà thực hiện quá trình truyền thông nhờ sự hỗ trợ của người khác mang tính chất trung gian hoặc các phương tiện truyền thông khác, tức là dùng phương tiện kỹ thuật hoặc con người làm lực lượng trung gian truyền dẫn thông điệp. Ví dụ, truyền thông nhờ sự hỗ trợ của bưu điện, gửi một bức thư hoặc nói chuyện qua điện thoại, hoặc nhờ sự hỗ trợ của Internet như là chat, chat voice, webcam, email, forum, v.v. Truyền thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng như là báo, tạp chí, phát thanh, truyền hình, báo mạng điện tử, các website, v.v. C. Căn cứ và phạm vi tham gia và chịu ảnh hưởng của truyền thông có thể phân chia thành truyền thông nội cá nhân, truyền thông liên cá nhân, truyền thông nhóm và truyền thông đại chúng. Truyền thông nội cá nhân là quá trình truyền thông diễn ra trong mỗi cá nhân do tác động của môi trường bên ngoài. Truyền thông nội cá nhân của mỗi cá nhân càng tích cực và chủ động bao nhiêu, quá trình tích lũy, kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm càng cao bấy nhiêu. Chẳng hạn cùng nghe một buổi nói chuyện, cùng đọc một cuốn sách, nhưng ai chịu tư duy, chịu tự tổng kết thì sẽ thu được nhiều điều bổ ích cho bản thân. Đó là biểu hiện cụ thể của năng lực tư duy chủ động, tích cực. Dạng thức truyền thông này diễn ra thường xuyên, liên tục ở mọi cá nhân, mỗi cá nhân. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng không có truyền thông nội cá nhân, nhưng theo chúng tôi, nhận diện dạng thức truyền thông này là nhằm đề cao năng lực tư duy theo hướng chủ động và tích cực của cá nhân, yếu tố rất quan trọng trong quá trình tạo lập vốn con người, trong quá trình hình thành kinh tế tri thức, quá trình thế giới đang bị làm phẳng. Truyền thông liên cá nhân là một loại hoạt động truyền thông trong đó các cá nhân tham gia tổ chức, thực hiện việc trao đổi thông tin, suy nghĩ, tình cảm, v.v., tạo ra sự hiểu biết và những ảnh hưởng lẫn nhau về nhận thức, thái độ, hành vi. Đó là quá trình thông tin, giao tiếp và liên kết với các cá nhân chịu tác động và ảnh hưởng lẫn nhau. Dấu hiệu để phân biệt truyền thông cá nhân với các loại truyền thông có tiếp xúc mặt đối mặt khác là tính chất cá nhân thể hiện trong mục tiêu, phương thức thực hiện trong việc tham gia, chịu ảnh hưởng của truyền thông. Truyền thông cá nhân bao hàm cả truyền thông trực tiếp và truyền thông gián tiếp, ví dụ như gửi thư, gọi điện thoại cho một người xa là truyền thông cá nhân nhưng là truyền thông gián tiếp. Truyền thông nhóm là loại hoạt động truyền thông được thực hiện và tạo ảnh hưởng trong phạm vi từng nhóm nhỏ hoặc các nhóm xã hội cụ thể. Thông thường truyền thông nhóm được phân chia thành hai loại chính, truyền thông một nhóm, giữa các nhóm và truyền thông trong nhóm. Khác với truyền thông liên cá nhân, truyền thông nhóm và truyền thông một nhóm, truyền thông trong nhóm v.v. đòi hỏi kỹ năng giao tiếp ở cấp độ cao hơn, khả năng liên kết rộng hơn. Truyền thông một nhóm là loại hoạt động truyền thông trong đó nhà truyền thông hướng tới hoạt động của mình vào một nhóm xã hội nào đó với các tác động có chủ đích. Khái niệm nhóm trong truyền thông một nhóm cũng có thể bao hàm nhóm lớn, nhóm nhỏ. Nhìn chung phạm vi nhóm nhỏ được sử dụng nhiều hơn trong các kỹ năng truyền thông một nhóm. Truyền thông trong nhóm là loại hoạt động truyền thông trong đó sự chia sẻ thông tin, suy nghĩ, tình cảm được thực hiện bởi các cá nhân trong nhóm được xác định. Môi trường và phạm vi của truyền thông trong nhóm
Môi trường và phạm vi của truyền thông nhóm phụ thuộc vào phạm vi, tính chất, đặc biệt là quy tắc, mục tiêu và các trình độ phát triển của nhóm trong mối quan hệ với các thông điệp của quá trình truyền thông. Truyền thông đại chúng là hoạt động truyền thông, giao tiếp xã hội trên phạm vi rộng lớn được thực hiện thông qua các phương tiện kỹ thuật và công nghệ truyền thông. Một số loại hình truyền thông đại chúng tiêu biểu là sách, báo in và các ấn phẩm in ấn, điện ảnh, phát thanh, truyền hình, quảng cáo, các dạng thức truyền thông trên mạng Internet, băng, đĩa hình và âm thanh, v.v. Nhờ công nghệ số, truyền thông đa phương tiện, multimedia là xu hướng chính hiện nay. D. Các loại hình truyền thông có chủ đích như thông tin, giáo dục truyền thông vận động và truyền thông thay đổi hành vi, truyền thông vận động xã hội, truyền thông phát triển, vân vân. Truyền thông có chủ đích cũng bao gồm nhiều loại hình thức khác nhau, được thực hiện ở cá nhân, truyền thông trực tiếp và gián tiếp, truyền thông cá nhân, truyền thông nhóm và truyền thông đại chúng. Trong các chương trình hay chiến dịch hoạt động truyền thông có tính chuyên nghiệp, các loại hình có tính phổ biến nhất là thông tin giáo dục truyền thông, tuyên truyền vận động, truyền thông thay đổi hành vi và truyền thông vận động xã hội.